Hà Kiều Anh phủ nhận thẩm mỹ, gương mặt không trang điểm vẫn khác lạ. Vừa qua Hà Kiều Anh đã xuất hiện trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc. Nàng hậu đã khiến nhiều người bất ngờ khi đến với gương mặt khác lạ, đôi môi tều mới mẻ hẳn so với trước. Được hỏi về hình ảnh mới, Hà Kiều Anh phủ nhận chỉnh sửa nhan sắc, cho biết thay đổi vì trang điểm. Mới đây, trên trang cá nhân của Hà Kiều Anh tiếp tục chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi mới nhất của mình. Lần này nàng hậu không trang điểm đi sự kiện nữa nhưng đôi môi vẫn tều ra trông thấy. Điều này càng khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi về việc chỉnh sửa vẻ ngoài của người đẹp. Khi lên chuyến bay, Hà Kiều Anh chỉ trang điểm nhẹ và chắc cô không đánh viền môi theo kiểu Nam Mỹ. Dù vậy, bờ môi của cô vẫn đầy đặn hơn trước rất nhiều. Hình ảnh mới có phần khác lạ nhưng không thể phủ nhận Hoa hậu Việt Nam năm 1992 ngày càng xinh đẹp hơn. Dù đã ở U50 nhưng người đẹp này vẫn giữ được sự trẻ trung. Trong lần trước, người đẹp này cũng đã giải thích về hình ảnh khác lạ của mình với truyền thông. Môi là hôm nay đánh viền dày dặn lên cho nó theo kiểu Nam Mỹ. Một lát phải đi tham dự tiệc gặp nhiều người Thái Lan nên make up hôm nay sẽ theo kiểu Thái. Thường là mắt phải xách và làm cái gì cho khác đi một tí. Hình ảnh môi tều trong sự kiện vừa qua không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà cũng có phần không phù hợp với nàng hậu sinh năm 1976. Có thể nói rằng, Hà Kiều Anh là nàng hậu sau 30 năm đăng quang vẫn giữ được hào quang cho đến hiện tại. Cô thậm chí đã có gia đình và bận rộn với việc chăm sóc con nhưng nhan sắc vẫn là tường thành trong số các hoa hậu. Người đẹp từng chia sẻ về cuộc sống bộn bề trước đó, nói thật, cũng có nhiều lúc tôi cảm giác không cân bằng được vì công việc cứ cuốn mình đi. Ước gì một ngày có 48 tiếng để tôi có thể thực hiện được hết các mong muốn của mình. Không có gì là hoàn hảo nên tốt nhất chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Đừng quá tham vọng và làm những gì mình thích nhất. Các con này một lớn khôn và mình sẽ không còn nhiều thời gian để vui chơi cùng bọn trẻ nữa nên gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu trước tất cả mọi quyết định của tôi. Có lẽ nhiều phụ nữ có tuổi sẽ chọn cách thẩm mỹ, mỹ phẩm để níu kéo thanh xuân. Tuy nhiên, ở Hà Kiều Anh nếu nàng hậu giữ phong cách tự nhiên sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Có thể thấy việc thay đổi diện mạo hay phong cách của nhiều người đẹp trong showbiz không còn xa lạ nữa. Tuy nhiên, có người trở nên đẹp hơn với phong cách mới nhưng nhiều người bỗng dừ hơn không tưởng. Đây chính là nguyên nhân vì sao nhiều người chọn trùng tu nhan sắc nhưng lại thất bại trong việc níu kéo tuổi xuân và mất đi sự ủng hộ của khán giả. Nếu may mắn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên thì hãy xây dựng nó trên những gì vốn có để giữ được ấn tượng lâu dài hơn.